Chào tất cả các bạn, tôi Minh Hùng ạ. Rất vui được gặp lại các bạn ở video chia sẻ về Đài Minh Nghệ. Thì bên cạnh tôi đây chính là ông tượng Phật Di Lặc Thần Tài. Thì cái Phật Di Lặc Thần Tài cũng có rất là nhiều ý nghĩa trong cái phương Đông của chúng ta và nói chung và người Việt Nam nói riêng. Thì đây là một cái tác phẩm do các nghệ nhân tại làng Ninh Vân ở Ninh Bình đã do cái bàn tay của tất cả các nghệ nhân có cái tay nghề lâu năm để từ cái đá tự nhiên rồi để tạo thành một cái bức tượng như thế này. Thì cái đá này thì tôi giới thiệu cho các bạn ấy, đây là cái đá gì nhỉ em nhỉ? Đá trắng. Bên dưới đây thì là cái bệ để ông, bao gồm thì bức tượng này gồm có hai phần. Phần thứ nhất ấy là gồm có cái bệ này và phần thứ hai là phần ông tượng. Thì ở đây là gồm có đá, ở dưới thì là cái đá tuyết sơn. Tuyết sơn thì ở đây thì cũng được sản xuất ở xuất xứ là tại Nghệ An, Quỳ Hợp Nghệ An. Đó thì một nơi là rất là nhiều về đá quý, đá tự nhiên quý, nhưng mà thực ra là những cái loại đá tự nhiên mà để được không được sử dụng cho cái mục đích để trang trí và không do cái bàn tay của người thợ ấy, thì nó cũng là cái đá bình thường thôi. Thì đây thì chính khi mà được lên như này thì chính cái bệ này là được cái bàn tay của nghệ nhân đã sử dụng sau khi mà một hòn đá bình thường đã tạo lên như thế này. Và đầu tiên là như nào nhỉ anh nhỉ? Thô xong rồi đục đẽo xong để thành hình thù như này. Mời anh camera đứng dậy để quay cái tổng thể cả một khu ở đây cái chậm chậm thôi. Đó, đây chính là cái bệ trước ông Thần Tài ngồi đây cũng có một cái phần nhô ra, và bề sau cũng là một cái phản đá có rất là rộng tạo nên cái sự vững chắc ngồi của ông tượng. Đó, phía trên này chính là thân của tượng đấy, phía trên này chính là thân của ông tượng. Đó thì đây được sử dụng bằng đá trắng trắng muối ở cũng là xuất xứ ở Nghệ An. Đó, xin mời các bạn chiêm ngưỡng xem, đây chính là tác phẩm rất là kiệt tác của chính nghệ nhân của làng Ninh Vân Ninh Bình. Đã rất kỳ công, đã rất kỳ công mà cũng đã tạo lên cái tác phẩm như này. Đó, đây không phải là một cái đơn giản để có thể là ai có thể làm được. Đó, xin mời các bạn xem. Thì đây ông Thần Tài đây đang cầm nâng một cái cú vàng, đây là thỏi vàng. Đó, thì ý nghĩa của tượng Phật Di Lặc Thần Tài ở đây thì khi mà được mang về nhà ấy, ý nghĩa của người phương Đông ấy, nói chung ấy thì là khi mà là mang về thì mang lại cái niềm hạnh phúc này, mang vui vẻ này, và mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Điều quan trọng nhất là đã mang lại cái may mắn bình an cho gia chủ. Đó, nhất là những doanh nghiệp hay là những người mà có làm trong lĩnh vực chính trị chẳng hạn thì người ta rất là quan trọng, coi trọng những vấn đề này trong gia đình. Đó thì những vị trí mà có thể đặt ở tại vị trí, ví dụ như có thể là tại vì nơi phòng khách, phòng làm việc, phòng khách, hoặc là những nơi mà gọi là khu gì nhỉ bạn này? Khu nước chè tiếp khách. Nước chè tiếp khách đúng không? Đó thì để có thể chiêm ngưỡng trong quá trình ngồi có thể uống và thư giãn. Đó. Đấy thì xin mời các bạn xem. Đá trắng này. Anh cảnh thấy đẹp không? Vâng, rất là đẹp. Chậm chậm thôi. Đấy. Đây thì tôi nhìn tổng thể qua cái ông tượng Di Lặc. Cái đá này là hoàn toàn tự nhiên đúng không em? Tự nhiên nhưng mà cái kia nó phải có cái đen đen kia, có phải là tự nhiên không? Tự nhiên hết mà. Tự nhiên trăm trăm á. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là đơn giản như này, cái chỗ nó vị trí ở trên nên liệu nó có cái đen đen thì sao? Sao đây nhá, bên giản bên dưới nhá là cái gì nhỉ, nó có cái màu khác nhau ấy, có phải lọc không? Không phải lọc đúng không? Có những cái tạp chất đen của cái đá trăm muối ít hả? Tạp chất lẫn vào của cái đá trăm muối thì ít. Đây phía sau của ông tượng đây, mời các bạn xem. Đó thì đây cái đá này cũng đã được lựa chọn một cách rất kỹ lưỡng. Đồng thời sau khi chọn xong rồi thì được các nghệ nhân sử dụng chính đôi tay của mình để làm nên
bức tượng như này, quý giá như này. Thông thường dụ ngoài thị trường khoảng bao nhiêu tiền bức tượng nhỉ em nhỉ? Hoàn thiện. Là 40 triệu à? Đấy. Thì đấy là ngoài thị trường đúng không? Vâng. Kích thước của cái bệ này nó rơi vào khoảng 1,5 m và nhân với một chiều này là chiều khoảng 1,2 m. Còn chiều cao của ông tượng Phật đây là cao từ dưới nền lên đến đỉnh ấy là 1 m. Còn ông tượng đây là cao 60 mấy. Đấy mà anh bảo là nó bao nhiêu phân? 57 phân đúng không? Đấy. Rất là phù hợp. Trông rất là đẹp, kỳ công nhỉ. Nhưng bây giờ trong trường hợp mà đang đục như này thì chắc phải khó lắm chứ nhỉ. Ví dụ như đơn giản như bị vỡ ra một mảng nhỏ nhỏ này thì thì rất là khó đúng không? Nhưng mà thời gian thi công này em biết bao lâu? Chắc mất mấy ngày. Mấy ngày vậy? Vậy ra? Mấy người thợ chi? Thì ở đấy thì chúng tôi cũng có một cái cuộc đến một chủ nhà, một gia chủ được tại ở Ninh Bình để chiêm ngưỡng cái ngôi tượng Phật quý giá như này. Để được sở hữu ngôi tượng này thì vì không phải chỗ nào mình cũng có thể làm được. Ở ngoài ở Việt Nam có nhiều chỗ đục lúc này không Phật? Đây tượng thì được đặt trong cái khuôn viên của gia chủ, phía trước đây chính là khu nhà thờ của gia chủ đó. Thì đây là phía sân chơi. Trên sân chơi này có khuôn viên rất là rộng đó, thì được gia chủ có trồng cây và làm những cái khu vực mà ví dụ như là có những cây mà ăn quả lâu năm, khế, hồng xiêm và bưởi đó. Đấy, đây xin mời các bạn ngó qua cái mặt tiền của khu biệt thự của ngôi nhà của gia chủ. Ok, đấy thì chính cái ngôi tượng này đặt ở đây, vị trí này là cái nơi gọi là để cho khi nào gia chủ có thư giãn ra ngồi đây uống nước cùng với khách thì ở đây là một cái nơi để ngắm nhìn. Ok, bắt đầu. Đấy thì trên vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, một cái siêu phẩm do chính bàn tay thủ công của người thợ làm rất kỳ công các bạn ạ. Để được tác phẩm như này cũng rất là nhiều công sức. Một cái hòn đá mà không có gọi là không có hình thù gì để lên được như này thì không phải đơn giản. Thế thì nếu mà các bạn xem được video này ấy, thấy hay ấy, thì nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều video nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.